Thanh Thảo xin kính chào quý vị khán giả đang đến với chương trình Con Đã Lớn Khôn. Trước khi bắt đầu cuộc hành trình thì cho phép Thanh Thảo được giới thiệu hai vị khách mời đang có mặt tại phim trường. Khách mời đầu tiên rất quen thuộc với khán giả, xin được giới thiệu diễn viên người dẫn chương trình Ốc Thanh Vân. Và nhân vật khách mời thứ hai cũng là một gương mặt khá quen thuộc với khán giả, đặc biệt ở những đoạn phim quảng cáo. Anh xuất thân là một giáo viên dạy thể dục nhưng mà lại chạm ngõ với nghệ thuật thứ bảy. Xin được giới thiệu diễn viên Xuân Hiệp. Con trai của anh thì mới chỉ có 1 tuổi thôi, cho nên là chưa có cảm nhận được hết những cái câu chuyện muôn màu muôn vẻ của các bé khi mà bắt đầu tập đi tập nói. Vậy thì đến với Con Đã Lớn Khôn anh có ngỡ ngàng không? Đến với cái Con Đã Lớn Khôn này thì chủ yếu là anh muốn là sẽ coi các bé tâm lý phản ứng như thế nào, cũng muốn đó để cách giáo dục cho con mình sau này. Nhiều khi mình nghĩ rằng là phải đợi đến khi mà con 5 tuổi, 6 tuổi hoặc thậm chí là lớn hơn nữa thì con mới có thể biết tự lập là gì. Nhưng mà ở hành trình Con Đã Lớn Khôn thì có những em bé chỉ có 2 tuổi thôi hoặc là 3 tuổi thôi, nhưng mà khi mình nhìn vào mình nghĩ ồ, không ngờ là con lại trưởng thành như vậy. Anh sẽ ngay lập tức thay đổi cái suy nghĩ về khái niệm mà trẻ con mà không biết gì đâu, không bao giờ mình sẽ có được cái khái niệm đó nữa. Và bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu làm quen với hai nhân vật chính của tập phim ngày hôm nay. Xin mời. Phường Tân Thới Nhất, quận 12 là cửa ngõ phía Tây Bắc để vào trung tâm thành phố Hồ Chí Minh. Khu vực hiện vẫn còn nhiều không gian xanh với những thảm hoa dài rực rỡ sắc màu. Và hai cô gái nhỏ của chương trình Con Đã Lớn Khôn sẽ có chuyến đi giúp mẹ đầu tiên trong đời trên con đường rực sắc hoa ấy. Phan Phạm Như Quỳnh, 5 tuổi rưỡi, cô bé được mọi người trong nhà gọi là Tina. Chị hai Tina là cô bé nói nhiều, tình cảm, biết chia sẻ và giúp đỡ mẹ trong việc chăm sóc em. Tuy nhiên đôi khi lại hơi lơ đãng với đường xá và nhiệm vụ. Trái ngược, cô em Phan Ngọc Bảo Hân, 4 tuổi, hay còn gọi là Su Su, là một cô em trầm tĩnh, luôn tập trung nhiệm vụ cũng như ghi nhớ đường xá. Đang cùng mẹ say sưa với các trò chơi thì... Chị quay mất tiêu rồi. Cái tập tài liệu mà em đang cần gấp sẽ con hỏi. Thôi có được rồi, để chị xuống vậy, chị lấy liền cho. Chị đây xuống liền cho. Rồi chị xuống liền cho. Hả? Một cuộc điện thoại đã làm thay đổi kế hoạch của mẹ và hai chị em trong buổi sáng hôm nay. Mẹ xuống cái công ty, cái tụi con đây cái này qua cho bà phụ người mẹ cái. Nhưng lúc này, một ý kiến được nhỏ nhẹ đưa ra. Thêm một lần khẳng định. Này con cầm nè. Nhưng chỉ một lý do thì Tina đã lập tức thay đổi. Cho bà Phượng mở đồ vô về quê nha. Điện thoại mà để ra cái gì con không nhớ số là con gọi vậy nghe chưa? Dạ. Ừ. Nhớ đường đi không? Không chỉ trả đồ, hai chị em còn giúp mẹ mang quà sinh nhật sang cho dì Su, con gái bà Phượng. Này, con đây đường cẩn thận đừng có làm rớt cục quà nè đó. Thấy chưa? Thấy búp bê đẹp cho dì Su nghe chưa? Đừng phải giữ cẩn thận cái hộp quà nha. À. Tay kéo vali, tay ôm hộp quà. Hai cô gái lên đường giúp mẹ trả đồ và tặng quà. Con đi trả cái vali cho bà Phượng. Chặng đường từ nhà qua nhà bà Phượng dài 1 cây số, gần 1/3 quãng đường. Hai cô bé sẽ phải đi qua con đường đất, nơi mà vết tích của cơn mưa sáng nay vẫn còn hiện rõ. Hai cô gái nhỏ một chiếc vali sẽ vượt qua chặng đường này ra sao? Trước tiên thì thấy là cái đoạn đường đất đó là một cái lời đe dọa rất lớn cho cái vali. Tự nhiên thấy thương cái vali. Đường đi thì đường anh đi thấy thì khó không? Thấy khó, đường đi thì thấy là rất là gập ghềnh và nhiều nước này nọ, không biết là mấy bé nó có ghim qua nổi không, cái vali thấy bự hay quá. Là cứ để vậy kéo đúng không? Mà nhiều khi cái khó khăn á, nó lại không phải là từ cái đoạn đường đi và những cái ổ gà hay là những cái vũng nước đâu, nó là những cái chuyện mà xảy ra mà chúng ta không biết trước được trên cái đoạn đường đi á. Rồi vậy thì bây giờ chúng ta sẽ xem là hai cô nàng xoay sở với nhau như thế nào ở cái đoạn đường đi này. Cô nàng Tina vốn từ chối nhiệm vụ nhưng giờ lại tươi tỉnh hăm hở lên đường, thậm chí còn là nguồn vitamin động viên cô em gái nhỏ. Đi lên lên. Và khi em lo lắng, sợ bảo không sao là có trái rồi. Cứ tin tưởng và bước đi theo chị hai nhé. Không có sao là có trái đây. Bỏ đâu làm gì đâu. So với sợ bò thì vấn đề chị hai quan tâm lại là thấy không? Thấy mỏi chân không? Mỏi chân cũng chết. Nhưng dù thế nào thì Su Su vẫn chỉ một nỗi sợ. Không sao. Nên tôi cứ bỏ ra lại.
chắc mình đi về quá. Chị không có nói chị sợ mà chị kêu chắc mình đi về. Cuộc đối đầu trực diện giữa người và bò, nhường đường là giải pháp tối ưu. Nhưng khi mà đường lui cũng xuất hiện, con đường nào sẽ né tránh được chướng ngại vật bốn chân này đây? Sợ bò quá. Có nghĩa là ngay từ khi bước ra khỏi nhà là đã ám ảnh cái chuyện sợ bò rồi, ông thấy không? Chưa phải là chưa có nhìn thấy con bò giữa đâu. Lúc chưa tìm được giải pháp, điều quan trọng cần làm là không khóc. Nước mắt của em nhỏ khiến chị Hai quyết định. Phải đi đường kia đi chứ. Nhìn lên. Tìm một con đường an toàn tránh xa những người bạn không mong muốn này thôi nào. Quá vội vàng, Tina thậm chí đã kéo ngược chiếc vali mà không hề hay biết gì. Không. Lý do Tina không lựa chọn con đường này ngay từ đầu là đây. Chẳng dễ mà giữ sạch sẽ cho chiếc vali khi vượt qua con đường lầy lội này. Giải pháp chỉ có thể là... Đi. Cố gắng thêm một chút thì hai cô bé cũng đã vượt qua được đoạn đường lầy lội mà không gây trục trặc gì cho chiếc vali rồi. Nhưng mà đi cái đường mà tránh bò như vậy thì có đúng đường hay không mới là vấn đề nè. Thấy cái sao không? Nhưng chặng đường mà hai chị em mới vượt qua chỉ là 200 mét thôi. Sao quá đúng không? Và ngay lập tức trấn an em. Có khóc. Để đây chị còn rất khóc mới nè. Bỏ uống trước nữa. Tôi có đâu. Không có sao đâu sao. Không có được sợ. Có chị Hai bên cạnh bảo vệ, che chở thì dù là những chú bò hay bất cứ việc gì cũng không cần lo sợ nữa rồi. Tôi mới xuống đường rồi nha. Để... Việc chỉ đạo thì để chị, còn việc đường xá thì cần tham khảo ý kiến của em nhỉ. Tôi sợ phải vậy. Đúng rồi. Gần tới đây là còn biết đường này. Nhanh lên nhanh lên. Từng bước hối hả, người giám sát, người dẫn đường, sự phối hợp nhịp nhàng đã giúp cả hai vượt qua chặng đường 500 mét. Nhưng lúc này hai người một vali đã thu hút sự chú ý của chú bảo vệ khu phố. Kết quả là hai con đi đâu đây? Hai con đi. Hai con đi đâu? Hai con đi cho bà Phượng. Bà Phượng nào ở đâu? Câu trả lời mơ hồ khiến chú càng thêm lo lắng. Và thế là... Đâu rồi, giờ chú hỏi thăm coi con có đi lạc không? Chú chỉ cho. Và lý do cho những nghi ngờ của chú bảo vệ là đây. Sao chú nhìn thấy em này sao giống cái trẻ em đi lạc mấy ngày nay tên Thảo Mai phải không? Không có. Đây kìa, con nhìn coi. Con nhìn coi, trên tìm lấy lạc em con ra đây nè, đi. Chú coi có phải không? Làm thế nào để chú hiểu đây chỉ là một sự hiểu lầm? Dạ có. Con tên gì? Con tên là Như Quỳnh. Như Quỳnh, còn con tên gì? Con có quen chị này không? Dù vậy thì chú bảo vệ vẫn... Đi nè, bây giờ con đi vô đây. Đi, con vô con nhìn có phải em con không? Dạ phải. Trên kia đang đi tìm đứa lạc nè. Tina quyết định tận mắt kiểm tra bức hình tìm trẻ lạc nào đó. Thế nè, bé Thảo Mai 4 tuổi, có phải con không? Mấy ngày nay là mẹ con đang tìm trẻ lạc đây nè. Mẹ con không có tìm vậy. Lúc đó mẹ con... Con hay ẩn qua nhà cậu Bin lắm. Cậu Bin nào? Con là gì của em này? Con là chị của em này. Con tên gì? Con tên là Như Quỳnh. Như Quỳnh, còn em con tên gì? Em có tên là Bảo Hân. Con có phải là em của bạn này không? Chị này không? Chắc không? Chắc. Chắc là bởi... Con ở nhà chung với em con. Thêm một điều khiến chú càng thêm nghi ngờ. Ông có đang trả cái ba ly cho bà Phượng cái tặng quà cho Diễm Phương luôn. Chú đưa con về nhà mẹ của con đi chú. Được không chú? Con xin phép chú mà. Nhưng ông chú khó tính vẫn chưa thôi nghi ngờ. Em đứng ở đó đi. Nè em con tên gì?
Em con tên là Bảo An. Bảo An mấy tuổi? Dạ em có 4 tuổi. Em con 4 tuổi Bảo An. Con người dân dạy 2 rồi. Rồi con đứng đây đi nha, để chú qua chú hỏi nha. Làm thế nào để thuyết phục được ông chú kỳ lạ này đây? Con đứng bên kia đây. Cuộc phỏng vấn 1-1 này có lẽ vẫn chưa có hồi kết. Bảo An hay là Bảo Anh? Sao cái bạn kia, chị kia nói con là Bảo An chứ không phải là Bảo Anh? Phải, mẹ Bảo An. Bảo An đúng không? Bảo Anh hả? Chứ con tên gì? Bảo Anh. Bảo Anh. Bước thật nhanh về phía chị để cùng nhau giải quyết vấn đề rối ren với ông chú khó tính này. Sao lúc nãy con nói là Bảo An? Không, con nói là Bảo Hưng. Có nghĩa là Bảo Hưng của con. Coi cái hình này có phải hình em con không? Có giống bạn này không? Không. Tại sao nè, con nhìn thấy không? Đang đi lạc mà con dắt con em đi tới ngày nay. Con có đau quá. Chú cứ đi dẫn em bên đây cho người biết đi mà chú. Thêm một thông tin để thuyết phục chú. Bố con tên là Ba Phát. Ba Phát. Còn bố con tên gì? Ba Phát. Phải không? Giờ là cuộc kiểm tra về... Bình thường con thích ăn cái gì? Không, ăn gì thôi. Con không thích ăn gì hết. Sao mà con sống được? Dạ em con thích ăn cái viên kiềng. Đâu chú hỏi từng em. Chú hỏi xác minh coi đúng không cái đã. Đừng nghe. Bây giờ bình thường con, em có ăn cái gì con nói cho chú nghe coi. Dạ em con thích ăn cái viên kiềng. Đúng không? Dạ đúng. Để chú qua hỏi em coi nha. Con đứng ở đây đi. Con thích ăn cái gì? Sao nãy con nói là con không thích ăn gì hết, mà giờ con nói thích ăn cái viên chiên. Hả? Con đứng đây. Dạ em con không biết nói món gì hết em. Sao không biết? Giờ bình thường á, em con ăn mấy bát cơm? Dạ em hỏi nhỏ ăn nhỏ. Một chiếc cơm. Một chén đúng không? Dạ. Rồi em con ăn cơm với gì? Dạ em con ăn cơm với đại cá. Đâu em xin ra đây coi. Nè, bình thường con ăn mấy chén cơm? Một cơm. Phải một không? Bình thường con ăn cơm với gì? Ăn cơm với cá. Đúng không? Hồi nãy chị con nói đâu phải ăn cơm với cá đâu, con ăn tới 2 chén lận. Không, ăn đến 1 chén rồi. Tạm thông qua phần hỏi đáp về ăn uống của em Susu, giờ sẽ là gì? Con đã lời chú trước, bình thường con ăn mấy chén cơm? Dạ, con ăn 1 chén cơm. 1 chén đúng không? Dạ. Con ăn cái gì? Con thích ăn cá viên chiên. Lại cá viên chiên. Rồi con, muốn nói cho chú nghe, chị con thích ăn bình thường ăn mấy chén cơm? Chị con thích ăn cái gì, ăn cơm cái gì? Lần này hiệu quả của việc nghe lén đáp án sẽ phát huy. Sao không biết? Giờ là chú nghi con với chị này không phải là chị em đâu. Dạ phải mà, đây là em của con và đây là chị. Bây giờ sinh nhật của em con ngày nào? Không phải sinh nhật của em con mà sinh nhật của bạn em con. Em con đem quà ra cho. Không, bây giờ chú hỏi con nè, em con sinh nhật ngày nào, tháng nào? Dạ, tháng mai mốt nữa con. Mai mốt là ngày nào mới được chứ, chú phải coi chính xác. Dạ không, con chưa có hỏi mẹ con. Dù vậy, sở thích của em thì... Dạ, em con thích búp bê. Chú nghĩ là con không có quen em con rồi, con không biết ngày không sinh nhật của em luôn. Không quen rồi mà. Sinh nhật của em con. Rồi con gà lấy cái tay ôm em lại gà ốc thương chưa? Rồi. Quen mà tại sao con không nhớ? Con chưa hỏi mẹ của con. Tại sao không hỏi? Con quên rồi. Chú bảo vệ nguyên tắc vẫn chưa chịu tin tưởng. Con nói em của con sao chú nhìn mặt không thấy giống con vậy? Tại vì em học lớp hơn cái chung lớp mới khác mặt. Rồi bây giờ cô Thảo mới biết là tại học không có chung lớp cho nên khác mặt. Khác mặt luôn nè. Không có chung lớp nè. Không, nhưng mà thật ra ở cái tình huống này thì Thảo hoàn toàn cảm thấy vô cùng là thương bé Tina. Cô bé này cho mình thấy rằng là từ đầu tới giờ, tuy là con cũng rất là hoang mang, con nói trong mếu máo, nói trong sợ sệt, nhưng chưa bao giờ quên đi cái vị trí lễ của phép. Mình đúng rồi. Cái sự lễ phép của con đã được giáo dục từ trong gia đình, từ nhà trường thì đã được thể hiện rất là rõ trong trường hợp này. Và ngay từ lúc đầu khi mà con bắt đầu trả lời những câu hỏi của chú bảo vệ, mẹ Thảo với lại anh Hiệp có nhớ không? Khi mà lúc đầu con có hơi hoang mang nhưng mà con trả lời rất là rành mạch. Đây là một cô bé mà rất là xứng đáng với vai trò của một người chị. Đúng rồi. Nãy giờ là hoàn toàn bảo vệ Susu, và Susu thì
tin tưởng hoàn toàn vào người chị của mình và luôn luôn nép sát vào Tiner. Nhưng cái trường hợp này cũng là trường hợp lần đầu tiên mà con đã lớn khôn gặp phải, có nghĩa là thực sự với cái hình ảnh mà hai bé kéo một cái vali to đi ngoài đường như vậy thì sẽ đặt cái dấu hỏi cho người lớn. Nhưng ở trong trường hợp này thì bên bộ phận ghi hình quyết định là để các con rơi vào tình huống thật sự luôn, để xem là các con sẽ xử lý như thế nào. Bởi vì từ nãy tới giờ vì các bé quá rối cho nên là quên hẳn cái gì đó, phải không? Cái điện thoại hay là một cái tờ giấy mà mẹ để trong giỏ, mẹ nói là con có quên số thì con lấy ra con gọi. Nhưng không biết là các con có nhớ được chi tiết đó không, chứ còn nếu mà không nhớ được thì chắc cũng khó với cái chú bảo vệ này đây. Bây giờ để xem là Tiner và Susu sẽ giải quyết vấn đề này như thế nào. Vậy đó, lý do sự khác biệt trên khuôn mặt là bởi không có chung lớp, mê khép mặt. Em là em. Giải thích mà vẫn không thuyết phục được, Tiner phải làm sao để chứng minh Susu là em của mình đây? Thấy không có giống nhau. Con dụ em đúng không? Không có. Mày, em là em của con. Mày nói thiệt luôn á. Chú gọi điện mẹ cho con thăm mẹ con rồi đi. Chú gọi cho mẹ coi xác minh đúng rồi chú cho con đi ha. Dạ. Chú điện thoại của mẹ coi là 0907 627. Con cho số là gọi mẹ con không bắt máy cho hai đứa. Tất cả những nỗi lo lắng bây giờ nó hóa hết thành những giọt nước mắt. Không phải chú. Con xin lỗi chú, mai mốt con không dậy nữa đâu. Lo lắng các bé có thể bị thất lạc thật sự, chú bảo vệ quyết định. À, chị ơi, em là bảo vệ khu này, em thấy hai đứa bé đi ngang đây đi lạc, xách vali đi ngang. Mà em không có biết, bây giờ chị xác minh giùm em coi hai đứa này có phải là con của chị hay không nha. Đến hỏi giùm thử phải là bác Tina với cô Tâu không? Đúng không? Thì đúng. Thì đúng. Ủa, cô Tâu ở đây hả? Dạ. Bây giờ là mẹ con nói là Tina Toto, sao hồi nãy con nói là Thái An lại khác tên? Đó là tên trên trường của con. À, con đến trường mà con tên Như Quỳnh. Đúng không? Dạ đúng. Dạ đúng. À, ủa con đi tới nhà bà Phượng chưa? Dạ chưa. Hai bé Sách Vali là con của chị đúng không? Bây giờ đúng rồi, đúng. Giờ chị có cần tới đây rước hay là chị cho em bé đi đâu? Không, không, để cho em bé đi qua nhà bà Phượng đi. Chính thức xác nhận từ mẹ, chú bảo vệ khó tính vì thế mà cũng hoàn toàn tin tưởng rồi. Bây giờ nhà bà Phượng con ở đâu? Gần chỗ này nè. Rồi bây giờ chị hai con đi đi nha. Bây giờ hai bé có giận chú không? Hả? Dạ. Chú thấy con đi vậy chú sợ là người ta bắt cóc con với em, đúng không? Nên chú phải giữ ra, chú hỏi điều tra. Bây giờ con có giận chú không? Con giận không? Dạ không. Hai đứa không giận chú đúng không? Dạ. Ừ, vậy thôi. Còn hai đứa con đi nha. Đâu có giận đâu mà không có nhìn mặt luôn chứ bộ. Mau chóng tiếp tục công việc thôi nào, hai cô gái nhỏ. Thôi khóc, Tiner mạnh mẽ bước thật nhanh. Vì giờ đây, lần đầu tiên con hiểu là chị hai, nghĩa là phải bảo vệ em nhỏ ra sao rồi. Nhà bà Phượng đã ngay trước mặt, giờ thì trả đồ tặng quà và chờ mẹ thôi chứ nhỉ. Phượng ơi! Bà Phượng! Bà Phượng ơi! Bà Phượng! Bà Phượng ơi, bà Phượng! Tiner quyết định. Con kêu bà Phượng cho con đi. Bà Phượng chở con đi rồi. Con về quê rồi. Con trả cái vali cho bà Phượng. Con gửi đây được không? Được. Con gửi đây đi, con nhận cho. Con quà cho dì Su nữa. À, con gửi đây luôn ha. Dạ. Dạ. Rồi. Đồ thì gửi, nhưng cả hai lại chỉ đứng yên tại chỗ và tiếp tục đợi. Con đi về đi, cái này mẹ cô đưa cho. Không, mẹ con đã làm gì nên mẹ đón con. Cả hai sẽ chờ mẹ hay trở về? Chờ đợi tiềm ẩn nhiều nguy cơ phải đối diện với những ông chú bảo vệ kỳ lạ. Tiner quyết định. Tay nắm tay, hai chị em có vẻ định tự mình trở về. Nếu như Tiner không đột nhiên thay đổi. Một điều gì đó khiến cô bé lại nắm tay em quay trở lại. Bị bối rối á. Đi rồi về đó. Sao con ngồi con đợi, cô lấy ghế cho con ngồi.
lời hứa giúp mẹ trả chiếc vali cho bà Phượng nên chẳng thể gửi mà quay về được đúng không Tin ơi? Đi ở đây chờ mẹ con. Cũng không tin tưởng lắm khi mà giao quà như vậy cho một người mà lạ. Ngồi cũng không thể quá xa, ánh nhìn cũng chẳng rời đi. Có nghĩa anh hiểu không, khi mà cái cô chủ quán của nó ngồi bên kia cho nó mát thì không, dứt khoát là ngồi ở đây thả nắng nhưng mà sát cái vali với cái quà. Kiểm tra món quà cũng chưa khiến cô bé yên tâm hơn. Quyết định được đưa ra là cái cô này cũng nguyên tắc lắm, cô rất là khôn, cô cứ sợ. Sao con lấy đồ lại, con không gửi cho bà Phượng hả? Để con gửi cho bà Phượng, rồi mẹ đã không về để luôn. Cô nàng quyết định tự mình giữ các món đồ là bởi con chờ mẹ con rước. Con không tin cô, sao con không để đồ ở đây? Lý do thật sự là đây. Con chờ cô lại. Tội nghiệp con quá à, Tin ơi. Cho nước lại càng không muốn nữa. Cảnh giác, rất là cảnh giác. Nhưng trước quyết định của chị hai, Su vẫn yên lặng thực hiện. Chắc hai cô bé này là mẹ dặn rất là kỹ, là ra đường là người lạ cho gì cũng không có địch cầm lấy. Cũng đã đợi được bà và dì trở về để tự tay trả đồ và tặng quà rồi. Hả? Liên quan tìm bà Phượng hả? Dù vẫn là hai cô bé say mê những món đồ chơi, dù vẫn là chị hai bị cuốn hút bởi những trò chơi mới, vẫn là cô em Su thích được tự mình quyết định mọi chuyện. Nhưng qua một hành trình không có mẹ, bờ vai chị hai đã thêm vững vàng, đôi tay con đã thêm chắc chắn để ôm chặt và chở che cho em. Anh thấy hai bé rất là vâng lời mẹ khi mà từ chối một cái ly nước, mặc dù là đi một cái đoạn đường khá xa và nắng rất là khác như vậy. Rất là ngưỡng mộ hai chị em đây. Với chú bảo vệ á, Tina có một chút dè chừng nhưng mà bình tĩnh và tin tưởng chú bảo vệ. Bé hiểu rằng là chú đang làm một cái điều gì đó tốt cho mình chứ không phải là xấu với mình. Chú chỉ nguyên tắc thôi chứ chú đúng không rồi. Phải là người xấu. Nhưng mà với cô hàng nước thì con lại khác nha. Rất là cảnh giác. Con không có giữ cái suy nghĩ là cô này là người tốt, mà con nói hẳn luôn là con sợ cô lấy đồ của con. Một lần nữa xin được cảm ơn quý vị khán giả đã luôn đồng hành cùng Con Đã Lớn Khôn để chúng ta cùng nhau chia sẻ những kinh nghiệm nuôi dạy con ở độ tuổi từ 2 đến 5 tuổi. Quý vị thân mến, chúng ta có thể theo dõi chương trình Con Đã Lớn Khôn vào lúc 18 giờ thứ 7 hàng tuần trên kênh HTV7, hoặc chúng ta có thể theo dõi lại trên kênh YouTube Con Đã Lớn Khôn. Xin được cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Xem hành trình này rồi thì mẹ có thấy là cả hai bé nhà mình hơi có một chút gì đó nhút nhát và thiếu cái sự dạn dĩ không mẹ? Chắc là phải hướng dẫn cho bé là thí dụ trường hợp mình đi lạc là mình nhờ người. Có nghĩa là con phải tự tin hơn vào những gì con đang làm. Chương trình do công ty MCV và Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp thực hiện.